Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để với clip ngày hôm nay thì Lao sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một clip mà chưa một ai hướng dẫn các bạn về một vị tướng Nagaroth. Nhưng đây là một cái rất là khó. Nhưng nếu các bạn đã luyện thân thục cái combo này thì mình khẳng định các bạn sẽ là một trong những best Nagaroth Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình hướng giới thiệu tất cả các bạn về các combo Nagaroth ngoài 5 skill ra. Thì các bạn sẽ thao tác bằng 4 ngón tay, hai ngón trỏ và hai ngón cái. Thì cái cách combo của nó như thế nào thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe clip này sau đây. Đầu tiên mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn bản ngọc trong Nagaroth của Lao, đó chính là 16% tỷ lệ phần trăm hút máu, 16% tỷ lệ chỉ mạng và 64 xuyên giáp và 9 có vật lý. Build của Lao thì nó khá quen thuộc, full đắc không nói nhiều, kiếm tri hôn, dây kiếm cương, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, thành kiếm và sẽ là giáp vô sinh. Đấy video của Lao nhé. Còn cái cách tháo tác vuốt tay bốn ngón như thế nào thì một đoạn nữa thì sẽ có một clip trực tiếp tháo tác tay, nhưng các bạn hãy xem qua cái đoạn này. Đầu tiên nhá, nếu các bạn đã chưa quen thì chúng ta sẽ dùng cái ngón tay trỏ ở bên phải, chúng ta sẽ vuốt map, xong chúng ta sẽ giữ cái map ở đấy, sau chúng ta sẽ tháo tác dùng skill. Như vậy thì sẽ gì? Chắc chắn thường chúng ta sẽ một vuốt map xong chúng ta sẽ quay lại màn hình, chúng ta sẽ bị mất màn hình. Đây cái pha này nhá các bạn, đây đây. Mình sẽ vuốt map và giữ này, đấy các bạn thấy chưa? Đấy giữ này. Đấy, mình luôn giữ cái map ở cái chế độ mình thấy tướng địch nhá. Đấy, mình thấy tướng địch xong mình sẽ lướt lên. Đấy các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy là một cái cách combo nó khá tốt để chúng ta có thể lướt lên tốt. Đấy, mình sẽ làm lại cho các bạn thật chuẩn luôn. Để các bạn thấy. Đây, mình sẽ giữ nhá. Đấy các bạn giữ này, đấy. Các bạn thấy chưa? Cách giữ map nó khá tốt để chúng ta sẽ có tầm nhìn rất là rộng. Đấy, hiện tại rất nhiều người kỹ năng ngang nhau, nhưng để mà đạt được cái kỹ năng combo ở 4 nút tay này thì ở Việt Nam thì mình nó khẳng định nó chỉ để một trên đầu ngón tay thôi. Bởi vì sở hữu sử dụng cái 4 ngón tay này nó rất là khó. Ngay cả bản thân của mình đấu luyện cả mấy ngày trời mình luyện được cái skill này, nó đang còn chưa gọi là được mượt các bạn nhé. Nhưng tí nữa thì mình sẽ cho các bạn một cái thao tác tay ở ngoài thực tế thật để các bạn hiểu hơn. Và để một clip này ngoài hướng dẫn tất cả các bạn cách combo 4 ngón tay thì Lao còn hướng dẫn các bạn cách phân tích team địch. Chẳng hạn như game này thì sẽ có vị tướng ngủ không, nó rất là mạnh, làm như thế nào để chúng ta có thể được khắc chế nó. Thường thì nhiều người nói là ngủ không và Nagaroth, có người là ngủ không ăn được Nagaroth, còn có người nói là Nagaroth ăn được ngủ không. Nhưng bản thân của Lao khẳng định qua các trận đấu thì nếu mà ngang đô hoặc cho ngủ không nó nhìn đô hơn một chút, nếu thằng Nagaroth bay vào trước thì thằng ngủ không thua, nếu thằng ngủ không bay vào trước thì thằng Nagaroth thua. Cho nên đây là cái kèo đấu ẩn sai, bên nào mà giấu sai kỳ hơn thì bên đó sẽ thắng. Đặc biệt cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi ngủ không, đối đầu ngủ không nhé. Chúng ta sẽ ẩn sai nấp bùi chơi thằng ngủ không đấy, cùng như cách thằng ngủ không như vậy thôi, thằng ngủ không như vậy cùng ẩn sai nấp bắt thằng Nagaroth. Cho nên là kèo này là kèo di chuyển, theo Lao nói là kèo di chuyển. Còn kèo kỹ năng thì mình sẽ trong kỹ năng cũng sẽ có di chuyển. Đấy các bạn có thể thấy là cái pha combo của Lao giữ nút nó có thể có sai rất tốt nhá. Những cái pha là rồi xong rồi lướt về rồi Lao lên chơi luôn thôi được rồi. Đấy tình hình là cái team của mình nó hơi bị thọt một chút. Đấy thằng ngủ không thôi mình sẽ tè thôi, tí nữa Lao đi farm sẽ có đô thì mình sẽ chơi ngủ không sau nhá. Còn tí nữa các bạn chơi một chút Lao sẽ hướng dẫn các bạn cái cách gọi là cái ngọn trỏ ấy, gọi là chúng ta sẽ chơi hai ngón trỏ luôn. Đây pan này ba đấy các bạn thấy chưa, thường thì Lao sẽ vừa di chuyển đấy vừa phải giữ cái check map đấy, thường là check map ngón tay trỏ nhá, thì chúng ta sẽ được thấy vị trí tím địch nó sẽ di chuyển ở đâu thì mình sẽ túng chiếu chuẩn hơn. Nếu các bạn combo bình thường chúng ta mà không dùng ngón tay trỏ ấy thì chúng ta sẽ chỉ vào cái gọi là cái trí nhớ của mình thôi, mình bay lên tiêu hai xong trí nhớ vuốt thì thường nó sẽ hay bị trật đấy. Cho nên là tại vì sao Lao nó các bạn hướng dẫn cái combo trỏ tay này làm gì, nó sẽ tối ưu hóa được gọi là cái nguồn sát thương và cái đồ túng chiếu chính xác tuyệt đối cho tất cả bạn chơi đấy. Rồi cái pha này Lao sẽ lấy lại một chút nhá, Lao sẽ hướng dẫn các bạn này. Đấy này thì các bạn thấy chưa, nếu nhớ là phải để cái ngón tay trỏ lên map nhá. Đấy pha này chơi luôn rồi, đấy pha này Lao sẽ hướng dẫn này. Đấy pha này ngón tay trỏ này Lao ăn không xong con bơ đỏ này nhá, các bạn đến nhớ nhá, ngón tay trỏ các bạn sẽ để lên trên map này. Đấy các bạn để trên map này, pha này đấy các bạn thấy chưa. Đấy rồi, để cho các bạn hiểu được như thế nào thì các bạn hãy xem cái clip này nhá. Rồi tay hai trỏ và hai cái này thì cái cách combo trong clip này thì Lao hướng dẫn nhá. Chẳng hạn các bạn sẽ có hai cách, ví dụ một là các bạn sẽ dùng ngón trỏ này, các bạn sẽ vuốt map đến này nhá,
Đấy các bạn sẽ lướt đấy. Các bạn thấy chưa? Cái thao tác để đề được gì ạ? Thứ nhất các bạn sẽ vuốt Nagadot không bao giờ trượt được, chẳng hạn pha này nhá. Đấy, từ từ là sẽ nắm lại này. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ luyện tập các bạn vuốt lên bản đồ này. Đây này, đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái thao tác tay này thì nó sẽ giúp cho các bạn được gì ạ? Thứ nhất, các bạn sẽ được thấy đối phương này. Ví dụ nhá. Đấy. Các bạn sẽ được. Đấy, các bạn sẽ thấy đối phương nhá, chúng ta sẽ vuốt này. Đấy các bạn. Cái tay ngón trò này sẽ giữ vào mát nhá. Đấy. Đấy, chúng ta tha hồ mà. Mau thể sử dụng cái ngón cái này chúng ta sẽ vuốt kiểu con ngón tay trò này chúng ta sẽ vuốt map. Đấy, nó là cái thao tác mà mình làm trong cái clip này. Thực sự thao tác này nó rất khó, hiện tại mình luyện tập rất nhiều mà mình vẫn có thể làm. Đấy. Đấy. Này. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Cái giữ map này thì nó rất là hiệu quả. Đòi hỏi tất cả các bạn phải luyện tập trong quá trình đấy. Quá trình thật ra một chút. Ok, như vậy thì các bạn có thể thấy được rằng đó là cái thao tác tay và Lan hướng dẫn cho tất cả các bạn nhá. Đó là đúng ná về cái thao tác tay. Còn về cái trận đấu này thì như thế nào ạ? Chúng ta sẽ đối đầu với Ngộ Không thì sẽ là rất là căng. Khi mà mình đã nói ở đầu clip rồi, chúng ta sẽ bay vào Ngộ Không trước, nó sẽ thắng. Chẳng hạn như pha này. Đấy, mình bay vào Ngộ Không trước, chúng ta sẽ kết liễu được nó. Đơn giản thôi. Thì kèo Ngộ Không thì chúng ta đã sẽ hơn nhau ở cái kèo đó, chính là thằng nào bay vào thằng nào trước. Thì để làm sao thằng nào bay vào thằng nào trước thì đầu tiên chúng ta phải biết. Ôi cái pha này mình lỗi. Ui dồi, chết cái pha này xàm thế. Đấy, đầu tiên chúng ta phải biết được rằng là nó xuất hiện thì mình phải xuất hiện. Còn không, nếu các bạn mà chủ quan thằng Ngộ Không, các bạn sẽ chết, sẽ đái. Đấy, cách đơn giản là chúng ta phải thấy thằng Ngộ Không ở đâu thì chúng ta sẽ vươn chơi nó. Còn pha này mình sẽ lao lên này. Đấy. Ui, rồi hay quá, chạy được pha này, chạy được hai người các bạn nhá. Rồi, thằng Ngộ Không đâu nhỉ? Ngộ Không đâu các bạn nhỉ? Chưa thể Ngộ Không nha, mình đang rất là lo lắng thằng Ngộ Không nha. Rồi, bạn cứ phá hay quá, hiện tại là có 9 mạng rồi. Đấy, hy vọng nhờ đến clip thao tác tay và combo 5 chiêu này thì giúp cho tất cả các bạn có những cái cầm nắm thật tuyệt vời để giúp tất cả các bạn leo rank. Hiện tại thì Lao vẫn chưa thể Ngộ Không ở đâu nhưng rất là nguy hiểm nhá. Chỉ cần mà nó ra nó đập Lao một phát, nó chiếu ba, xong nó tăng hình một phát, nó đập thêm một phát nữa là Lao đi luôn. Đấy, thực sự là cái combo này hy vọng các bạn luyện vào đấu các bạn nhá, vào đấu luyện. Luyện tập mà luyện, các bạn luyện tâm khoảng một buổi, các bạn sẽ sử dụng cực kỳ cực nuột cái combo này luôn. Và như bạn hỏi là cái thao tác bốn ngón tay này thì nó sẽ phù hợp cho những vị tướng nào, thì mình khẳng định phù hợp cho tất cả những vị tướng, đặc biệt là kỹ năng định hướng. Nếu các bạn không tin thì Lao sẽ làm các bạn một clip về vị tướng Joker hay vị tướng Esu, mình sẽ cho các bạn biết thế nào là cực kỳ bá đạo luôn nhá, với thao tác bốn tay này. Còn bây giờ thì Lao vẫn đấy, thằng Ngộ Không ở đứng mid các bạn nhá. Đấy, mình luôn luôn kéo Ngộ Không. Cách đối đầu Ngộ Không tốt nhất là chúng ta phải biết nó được ở đâu thì chúng ta chơi mới tốt được. Đấy, Ngộ Không này lao lên này. Đấy các bạn, ui rồi trật bẩn trật, nhưng không sao, dù sao nó cũng chết rồi. Đấy các bạn, đơn giản thôi. Cách chiến thắng thằng Ngộ Không chỉ cách duy nhất khi thằng Nagadot đối đầu với nó là nhảy vào nó trước, dồn một combo thằng Ngộ Không không kịp làm gì. Đấy, hoặc nôm na rằng các bạn không bị thằng Ngộ Không choáng thì các bạn sẽ giết được nó. Đấy, các bạn hiểu nôm na như vậy các bạn nhá. Đấy, không bị thằng Ngộ Không nó choáng thì chúng ta sẽ zone được chết nó. Đây, pha này hay quá. Ui, dám bắn thì đập chết luôn như đấy. Ngộ Không đai đó. Hiện tại Lao rất là xanh nhưng mà không biết tí nữa Lao có bị thằng Ngộ Không đập hay không. Nhưng trận đấu late game này Lao rất quan ngại vì tướng Ngộ Không. Chắc chắn trận đấu này thì Lao khá xanh, Lao không sợ. Nhưng đối với các bạn như trận đấu bình thường, ngang cơ, ngang đô thì thằng Ngộ Không là một cái thằng rất là kiểu là gắng gó đấy. Đấy, cho nên xong clip này thì hy vọng tất cả các bạn đừng có quên đi cái khái niệm là Ngộ Không sẽ ăn được Nagadot hoặc Nagadot sẽ ăn được Ngộ Không. Đấy, clip này Lao đã giải thích cho tất cả các bạn rồi. Ui dồi, xịt cho các bạn rồi. Đấy, thao tác này nó cũng không dễ sử dụng đâu, cho nên các bạn hãy cân nhắc cho Lao nhá. Sử dụng thật nhân nguyện thì các bạn mới nên sử dụng trong rank nhá. Còn không các bạn đầu tiên. Đấy, thằng ngồi đây này. Rồi, mình nhảy vào Lumia các bạn nhá. Rồi, xong rồi, toáng này các bạn ấy. Lao toáng phá này rồi, đấy. Các bạn thì sai lầm chứ ạ, cực kỳ sai lầm luôn đấy. Chỉ cần mà Lao kiểu thám thằng Lumia, Lao nghỉ cái pha này sẽ bay vào zone kết thằng Lumia một phát, nhưng không ngờ đấy. Đấy, cho nên các bạn nên nhớ cho Lao nhé. Sau các bạn hãy zone Ngộ Không, không được để cho nó sơ hở một chút đấy. Chỉ cần các bạn bay vào mà các bạn bị thằng Ngộ Không choáng là các bạn sẽ nằm xuống rất là easy luôn. Rồi, và các bạn đừng quên rằng là cứ 5 giờ chiều mỗi ngày Lao sẽ đăng clip hướng dẫn lên kênh YouTube nhé. Nếu bạn nào mà đang xem clip này rồi thì Lao hy vọng các bạn có thể giúp cho Lao bỏ ra hàng tiếng trời để làm một clip. Các bạn chỉ mất tầm khoảng 3 giây, các bạn có thể comment cho Lao một nút để cho Lao có động lực
cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Để có thể mình có thể hàng ngày có thể ra cho tất cả các bạn những clip thật hay. Mong các bạn có thể là giúp La một nút, không cần phải là subscribe nhiều đâu. Mình chỉ cần các bạn có thể là comment cho La biết được rằng các bạn vẫn còn quan tâm đến mình và mình vẫn còn làm clip để dành tặng cho tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên để lại cho La một ý kiến. Đây, thằng ngồi không, chắc chắn mày sẽ chết đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đơn giản lắm. Chỉ cần các bạn không cho thằng ngồi không choáng các bạn, hoặc các bạn sẽ combo đầu tiên, các bạn sẽ thắng. Đấy, đơn giản thôi. Rồi, hy vọng các bạn giúp La một nút comment nhá. Và nếu các bạn thích xem một vị tướng gì thì các bạn đừng quên. Ui, trời, cái phá này La vẫn nhất gán ấy. Rồi, phá này bay bay đẹp này. Rồi, hồi kết được tiếng đi, trời quá đẹp phá này quá đẹp. Rồi, trận đấu kết thúc sẽ đến trận đấu La nghỉ sẽ kết thúc ở đấy các bạn nhá. Và đừng quên giúp La một nút comment nhá. Và thích vị tướng gì hãy comment, La sẽ đánh vị tướng đó hướng dẫn các bạn nhiệt tình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip vào ngày mai nhá. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu. Bye bye.